Tình hình hạn hán tại khu vực Nam Trung Bộ đã dần được cải thiện khi khu vực này đã có mưa những ngày qua. Diễn biến khô hạn cũng đã qua giai đoạn đỉnh điểm nhất và người dân đang kỳ vọng vào đợt lũ tiểu mãn sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5 này. Số liệu quan trắc từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ cho thấy mưa đã xuất hiện ở một số địa bàn chịu hạn hán nặng nề thời gian vừa qua như Ninh Thuận, Bình Thuận. Một số điểm mưa to đo được như tại Phước Tân, Ninh Thuận là 55mm, Phan Sơn, Bình Thuận là 60mm. Thậm chí cơ quan khí tượng còn đưa ra cảnh báo về tình hình lũ quét có thể xảy ra, cho thấy đây là một đợt mưa khá lớn. Với khu vực này thì đây như là những cơn mưa vàng, cung cấp nước tưới cho hệ thống hồ chứa vốn đang cạn kiệt và đẩy lùi nguy cơ hạn hán cháy rừng. Riêng đối với tỉnh Ninh Thuận, tại thời điểm này tổng dung tích 21 hồ chứa là trên 110 triệu mét khối, chiếm 57,4% dung tích thiết kế. Như vậy tình hình hạn hán ở địa phương này đã bớt căng thẳng. Và nếu bổ sung thêm nước từ đợt lũ tiểu mãn sắp tới thì việc sản xuất của người dân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo tại khu vực hồ chứa nhỏ, ở xa nguồn nước, tưới bằng trạm bơm thì kiên quyết không cho người dân trồng lúa, chuyển đổi cây trồng cạn để giảm thiểu thiệt hại.